Vâng, xin chào bạn, mình là Thuận Quang đây. Chào mừng các bạn đã tiếp tục quay lại trở lại với kênh của mình. Thế thì hôm nay mình có nhận được một cái tờ bài tập do bạn Huy Nguyễn, bạn gửi lên cho mình. Bạn là nhờ mình giải giúp cái tờ bài tập này. Thực ra bài tập này thì các bạn nhìn sơ qua có vẻ là nó cũng không quá là đánh đố đúng không ạ? Nó cũng không quá phức tạp. Thế thì nếu như bạn nào đã từng theo dõi hết cái chuỗi video về các cái bài tập từ bài 1 cho đến bài 7 ở đây, mình đã làm trong thời gian vừa rồi là về vẽ các cái bài tập từ cơ bản đến nâng cao, thì bạn hoàn toàn có thể làm được cái tờ bài tập này, được chưa? Nhưng bạn đấy thì đang gặp chút khó khăn nên là tiện đây mình cũng làm một cái video tiếp tục ra cái chuỗi này để bạn nào mà gặp cái hình bài tập như này để có thể làm được và có thêm cái kinh nghiệm tích lũy cho mình trong cái hình vẽ két. Ok, không nói nhiều nữa thì bây giờ chúng ta cùng mở phần mềm Ocket lên. Mở một file mới két 2018 nha bạn nha. Ở đây mình tắt lưới đi vào hình F7 này, được chưa? Đấy. Thiết lập cái trục này một chút cho nó cố định bằng cách lại UC nhá. Đó, đơn vị unit. Đó, mình để với mm nhá. Đối với bài tập này thì các bạn nhìn thấy nhiều cái thông số lẻ đây, mình có quan sát trước rồi, thấy rất nhiều thông số lẻ ở đây. Thì các bạn để cái thiết lập đơn vị có thể để là 1 số 0 được hoặc là 2 số 0. Trường này mình để 2 số 0 đi. Ok, được chưa? Còn tất cả các cái bước thiết lập từ cơ bản 5 bước thiết lập quan trọng thì bạn nào chưa nhớ rõ thì quay lại với video đầu tiên này. Được chưa? 5 bước thiết lập giao diện cho Rocket, được chưa? Và cái link cái danh sách phát này thì mình sẽ để ở dưới mô tả video nhé, các bạn để xem lại lần lượt. Nếu như bạn nào mà mới học được Rocket mà chưa có thành trong các tờ bài tập này thì hãy bấm vào cái link mô tả dưới video, mình sẽ để ở dưới đó và các bạn có thể luyện tập từ bài 1 cho đến bài 7. Thế tại đây chúng ta sẽ cùng bắt tay vào. Đối với hình, chúng ta sẽ vẽ hình nào chưa? Ở đây mình sẽ vẽ hình bên tay phải này trước. Ok. Hình này thì chúng ta quan sát là nó là giống như một cái móc, cái móc cân ngày xưa. Nếu bạn nào mà biết cái móc cân cân tay ấy, chưa? Ngày xưa thì không có cái cân đồng hồ số như bây giờ đâu, thì hay có cái móc cân kiểu này. Thì nếu như mà hoặc là giống như móc cần câu đúng không ạ? Đấy, thì vẽ cái này chúng ta sẽ thấy khá là nhiều cái đường uốn lượn của cung tròn và đường tròn đúng không ạ? Đó, chỉ có số ít là đường lai ở đây thôi. Còn lại là rất là nhiều các cung tròn chúng ta sẽ kết hợp. Mình đánh giá là hình này sẽ dùng rất là nhiều đường tròn đây. Đấy, thế thì thông số nó cho cũng rất là cụ thể. Thế thì mình sẽ vẽ nó như thế nào? Ở đây bạn để ý cho mình tiếp theo nữa đó là cái hình đối tượng này thì nó sẽ chia làm hai phần các bạn cần vẽ. Một là những cái đối tượng dạng theo kiểu nét tim trục ở đây, ví dụ các đường gióng. Thế thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái layer là nét đường gióng đi. Cái phần thứ hai là các cái nét về đối tượng nó đậm vào đây, được chưa? Đấy. Thì bạn sẽ vẽ nét thứ hai để sau này chúng ta sẽ chỉnh độ dày cho nó thật là có sự khác biệt, chúng ta nhìn thấy được kết quả nó thật sự là rõ nét, được chưa? Ok. Ở đây mình sử dụng phím Alt Tab để ở trên bàn phím nhá. Alt cộng phím Tab trên bàn phím để chúng ta có thể luân chuyển ảnh. Đó. Cái này mình nhắc rất nhiều ở trong cái chuỗi bài tập trước rồi. Thế là tại đây chúng ta sẽ vẽ như sau. Mình sẽ sử dụng lệnh LA này, được chưa? Có thể nhiều bạn vẽ két thì chưa biết đến cái tính năng là layer cho két, nhưng bạn có thể làm theo mình, được chưa? Lệnh LA, chúng ta tạo ra được cái bảng này thì bạn sẽ kích vào cái biểu tượng ở đây, số sao đây là nhân bảng của layer mới, được chưa? Tại đây các bạn đặt cho mình là layer nét tim trục đi. Nét tim. Đối với nét tim này thì bạn có thể ô color đây không ạ? Cái cột color này thì bạn sẽ kích vào cái hộp màu này và các bạn sẽ chọn cho mình một cái màu là ở đây 251 này, một cái màu nó xám xám rồi để nó dạng nét tim thì nó sẽ mờ đi một chút. Tiếp theo bạn tạo cho mình một layer đó là kích vào đây ở nét thấy được chưa, hoặc là nét cắt. Ở đây các bạn để nét thấy được, tại vì không có hack nên người ta để nét thấy. Tới đây với cái hộp màu 251 này, ta kích vào đây. Đối với ô nét thấy nhé, chúng ta sẽ để một cái màu là màu trắng đi. Đấy, màu trắng này. Đấy. Hoặc là cái màu dưới cùng này, vẫn là màu 255 đó các bạn ạ. Kích vào đây nhé, ok. Vậy là xong, thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ nét, thì vẽ nét tim trước đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tích vào nét tim này, các bạn chỉ vào nét tim này, được chưa? Và bạn ấn chữ V cho mình. Đó, chữ V thì tức là chúng ta đang set hiện hành cái layer này. Tới đây bạn tắt chữ X đi. Hoặc là có một cách khác, bạn thấy cái ô ở trên này không ạ? Đây là chính là hộp layer đấy. Thì bạn có thể sổ xuống chọn nét tim. Đấy thì nó hiện hành như này, chúng ta sẽ vẽ ra được đối tượng với nét tim này. Đấy, màu sắc mang theo màu nét tim. Đó, nét thấy chúng ta sẽ vẽ này. Khi nó hiển thị cái hộp nét thấy ở đây thì nó ưu tiên cái layer đó. Thì cái này bài này mình sẽ hướng dẫn chi tiết ở phần layer sau nhé.
Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vẽ này. Rồi ở đây chúng ta nhận thấy là có hai đường, là một đường nằm ngang ở đây đúng không ạ? Hai đường nằm ngang cách nhau 120. Đó, và một cái đường line đây. Một đường line đây, cách nhau là 8 đơn vị. Đó, chúng ta sẽ vẽ ok, line này. Mình vẽ một đường line đoạn như này. Tích vào đây. Được chưa? Tiếp theo đến là offset lên ở 120. Đó. 120. Một đường line dọc đi. Tích từ đây lên đây. Được chưa? Tiếp theo đến là chúng ta sẽ vẽ đường này offset sang là 8 đơn vị, offset sang 8 được chưa? Đó, và chúng ta sẽ dùng lệnh M move lên trên. Mình sẽ làm hết sức là chậm rãi nhé. Đó. Cách nhau 8 đơn vị thì bạn sử dụng lệnh DI để đo này, DI này. Chính xác là 8 được chưa? Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì ạ? Tại đây chúng ta sẽ vẽ đến các cái đường phần đối tượng là nét chính được rồi, hết nét tim rồi. Qua sẽ sổ này xuống và chọn nét thấy, nét đậm. Đây, các bạn thấy không? Vẽ là màu sắc nó khác hẳn luôn, rất là dễ nhận biết. Tại đây chúng ta sẽ có hình gì ạ? Ở đây vẽ đường tròn là R16 và R bên ngoài là 16, bên trong là bán đường kính là 13. Mình sẽ vẽ như sau. C là lệnh vẽ đường tròn. Tích điểm này, bạn sổ phím xuống trên bàn phím chọn diameter hay là phím D. Ở đây chúng ta sẽ chọn là bao nhiêu ạ? Q 13 ta gõ là 13. Đây là vẽ theo đường kính. Ở ngoài R bán kính chúng ta sẽ nhập là C. Tích. Tự động cái này là bán kính luôn rồi, chúng ta sẽ nhập là 16. Tiếp đến thì chúng ta sẽ, ở đây các bạn thấy là gì? Các đường này nó sổ xuống đúng không ạ? Chúng ta sẽ vẽ hai cái đoạn thẳng này nó xuống dưới. Line. Đây từ đoạn hai cái đầu mút này nó giao cái cạnh nét tim kia. Nó vẽ xuống dưới này. Được chưa? Vẽ xuống dưới này. Các bạn để mà cố định được cái trục ngang dọc thì các bạn có thể sử dụng phím F8 nhé. Nè, F8 để chúng ta cố định nằm ngang hoặc là nằm thẳng đứng nha. Đó, được chưa? Tại thời mình cứ kéo xuống dài xuống dưới này đi. Tại đây chúng ta sẽ làm gì tiếp theo ạ? Lại vẽ đến đường tròn ở đây và đường tròn này. Được chưa? Đường tròn này ở trong là R14 đúng không ạ? Là tâm của cái trục này. C này. 14. Nên cái lệnh này hết sức là cơ bản rồi đúng không ạ? Không có gì đánh đố cả. Bên trong là R bằng bao nhiêu? Cái R bằng 146. Vẽ tiếp C. 146. Sau đó ta sẽ sorry các bạn, vẽ nhầm rồi. Cái này là 46. Đây 46. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Ở chỗ này chúng ta có cạnh là R22 đúng không ạ? Cái này các bạn xử lý bằng lệnh tan radius thôi. Chỉ vào circle, cái home này. Circle này. Tan radius này. Tích vào cái này, tích vào cái này và chọn là 22. Đó. Thế các bạn để chim đi, TR này. Cách này, chọn qua đối tượng này. Cách này, được chưa? Có rất nhiều cách chim khác nhau nhưng mà cái cách này thì mình hay sử dụng, thì nên là mình hướng dẫn cho cách này. Rồi các bạn có thể là xuống chim cách hay vân vân hay kiểu gì đó, tùy theo các bạn đã quen tay không. Tiếp đến thì các bạn sẽ làm gì ạ? Xóa đường này đi, được chưa? Rồi ta đã có phần này rồi. Thế bên này chúng ta có gì? Có một cái đường tròn là R=54 đúng không ạ? Tiếp xúc cạnh này, tiếp xúc với đường tròn ở đây. Và R=54, ta sẽ làm như sau ạ. Vẫn là chọn tính năng tan radius. Đấy, tích vào đây, tích vào đây này. Đấy, 54. Đó thì chúng ta đường tròn này, được chưa? Rất là cơ bản đúng không ạ? Bây giờ quét chọn ra toàn bộ đối tượng này, cách này. Tích vào đây, tích vào đây, được chưa? Cách kết thúc lệnh này, xóa ở bên ngoài đi. Chúng ta đã có được cái phần đường cong ở đây rồi, đúng không? Thấy rất là rõ. Ở đây mình có thể xóa này đi, được chưa? Xóa đi bằng cách là lệnh trim, chim. Đó. Zoom lớn lên để có một đoạn này chúng ta chim nốt đi. Rất là đơn bản, rất là cơ bản đúng không ạ? Và cái hình thù của chúng ta đã tương đối là được rõ ràng rồi, được còn tầm 70% rồi. Thế tiếp đến chúng ta sẽ vẽ cái gì tiếp theo? Tiếp đến thì chúng ta sẽ vẽ cái đường ở đây. Được chưa? Thông số đây nó cho là R=161 và tâm nó nằm ở trên cái trục này đúng không ạ? Đó, 161 và nằm trên trục này. Và bạn đấy thấy là nó giao cái đường tròn này đúng không ạ? Thì nó giao tại chính cái nút này. Được chưa? Thế thì mình sẽ làm vẽ như này. C này,
bán kính là 61 đúng không? Đấy, 61 này chúng ta sẽ mu cái điểm này vào M nhá. Mu bắt đúng cái điểm góc 6 giờ ở đây. Bắt vào điểm này. Đó. Đấy chưa? Và tại đây thì có thấy các bạn thấy là khi mà mu vào điểm này nó giao ở đây thì cái tâm nó nằm ở đúng cái cạnh này các bạn. 61. Đây bán kính là 61. Thế thì chúng ta làm gì ạ? Chim cái phần không cần thiết đi. Chim cái phần không cần thiết đi, chim phần bên này đi. Đó. Chim phần này đi. Không, chim nhầm rồi. À, quét chọn này, chim ở đây. Được chưa? À thì cái phần này nó phải cong ở đây đúng không ạ? Cong đây là R bằng 8 đúng không ạ? Ta vẫn sử dụng tính năng này. Tata Radius, tại vì cái hình này nó khá là nhiều các đường cua cung tròn nên là cái lệnh này là lệnh được sử dụng tương đối nhiều. R bằng 8 nó nhập là 8 được. Ta chim phần này đi. Chim phần bên này. Bên này đi. Thì nó cong vậy ạ? Đó, nó cong rồi, bây giờ xóa này đi. Đó là phần thừa mà. Ok. Vậy là hình chúng ta đang chim cái phần đường tròn ở đây nữa. Đó đây rồi. Chim ở đây. Được chưa? Đấy thì những bạn mà đang mới học CAD hay mới bắt đầu tìm hiểu về CAD thì có thể luyện theo những thao tác mình đang hướng dẫn đây thì các bạn sẽ nhớ được lệnh rất là tốt thôi. Được chưa? 14 này 116. Rồi, ok. Vậy là các bạn có thể vẽ được nó thành công rồi. Còn cái phần ví dụ như là nét, nếu bạn muốn cái nét ở đây nó là nét gì ạ? Nét đứt đúng không? Nét tim đứt. Ở đây ta sẽ sử dụng lệnh stretch nhé. Quét qua hai đầu này, từ dưới lên trên này, biểu thị vùng quét màu xanh này. Ta gọi lệnh stretch cách S này. Bạn cái kéo điểm, sử dụng kết hợp phím F8 để kéo điểm nó vào đây. Được chưa? Thì nó kéo ngắn lại. Hoặc là bạn có thể là tích một điểm đầu, kéo điểm đầu điểm cuối này. Nhưng mà nó hơi thủ công thì mình sử dụng lệnh stretch. Thế tại đây nếu muốn nó nét đứt thì các bạn có thể là mở bảng LA ra. Đúng không ạ? Bạn kích vào nét tim này. Nét tim vào cái dòng la chai này, bạn kích vào ô la chai này, bạn vào đây bạn chọn load thêm cái kiểu nét đứt. Nét chấm đứt này đi cho nó nhìn nó đẹp nhỉ. Ok. Và kích vào dòng nét chấm đứt nữa, ok lần nữa. Đó. Vậy thế này đã trở thành nét tim rồi này. Bạn thấy không ạ? Và nếu mà bạn muốn điều chỉnh cái nét tim này cho nó cái khoảng cách này cho nó ngắn lại, nó giãn ra nữa thì mình chỉ thêm bạn một cái lệnh khác nữa. Đây mình chỉ thêm thôi nhá. Các bạn gõ lệnh là LT. Các bạn gọi lệnh Ctrl 1 đi. Quét chọn qua những cái đối tượng mà nét tim này, các bạn cần điều chỉnh, các bạn gõ lệnh Ctrl 1. Gõ phím Ctrl với số 1 trên bàn phím thì nó sẽ ra được cái bảng này. Đây bảng này các bạn chọn vào Lifetime Scale này, thấy không? Lifetime Scale các bạn để bây giờ ở đây mình muốn cho nó giãn lại một chút nữa đúng không ạ? Thì thông số hiện tại là 1 để 0.8. Đó. Hay 0.5. Đấy, mình nghĩ 0.5 là sẽ là ổn rồi đấy đúng không ạ? Còn nếu muốn lớn thì bạn sẽ cho lớn lên tùy theo từng cái hình vẽ. Ok, vậy chúc các bạn thành công vẽ được hình này. Ta sẽ sang hình số 2. Hình bên này. Cái này mình không biết là mô tả nó giống cái gì nữa đây. Đấy chưa? Nó giống một cái quả chuông đồng hồ à, cái con lắc đúng không ạ? Quả lắc. Mình đoán là vậy, còn mình không rõ hình này là hình hay là trong một cái hình cơ khí nào đó thì nó giống hình gì. Thôi mình cứ vẽ nó đi đã, được chưa? Hình thù thì có thể để cho các bạn đoán. Ở đây chúng ta sẽ có các đường nét tim trục. Thế thì mình lại gì? Sổ cái nét tim này. Ta vẽ sang bên cạnh này nhá. Mình sẽ vẽ một cái đoạn gióng từ đây sang. Tiếp đến là chúng ta sẽ offset đoạn này là bằng 65 đúng không ạ? Offset 65. Cái này nó hình chắc là vẽ nó nhỏ hơn hình bên tay trái của mình đây. Tiếp đến chúng ta sẽ làm gì ạ? Vẽ một nét tim đúng không ạ? Nét tim này. Nét tim này là chúng ta sẽ cho nó cao lên một chút. Line này. Vẽ tâm này đi. Đây. Hình chúng ta sẽ giới hạn như thế này. Còn nét nào đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta sẽ, các bạn thấy là có hai nét này, 12 đúng không? Khoảng cách này là 6 này, mình sẽ offset ra 6. Lệnh O là offset nhá, O này nhập khoảng cách là offset bằng 6 này. Chỉ bên này và chỉ trên bên này. Đấy, chúng ta có được hai đoạn là 6, tổng là 12. Tiếp theo bên này là bao nhiêu? Từ đây ra là bao nhiêu? Hai đoạn này là tổng là 43 thì nó sẽ là khoảng tầm 21,5 đúng không? Offset ra 21,5.
ta sẽ từ từng tim này ra. Đấy, 21,5. Ở đây chúng ta có cái đường nối ở đây. Bây giờ các bạn thấy không? Hai đường nối này, chúng ta sẽ vẽ nốt hai đường nối này. Line. Đấy, chỉ từ đây ra đây. Chỉ từ đây ra đây. Đấy, còn là thì chúng ta sẽ xóa đường này đi. Xóa. Xóa. Shim. Đó. Bạn thấy không ạ? Rồi, vậy là xong phần tim, chúng ta sẽ sang phần vẽ nét thấy. Tiếp đến thì chúng ta sẽ vẽ phần nét thấy, chúng ta sẽ vẽ các thấy ở đây là đường gì? Đường tròn. À đây có một đường là 58 này. 58 sang hai bên là chính là 29 đúng không ạ? À, để offset nó sang. 29 mỗi bên. Đấy, thiếu. Ở đây ta sẽ có ba đường tròn là gì đấy? 3 nhân với lại phi bằng 10 tức là hình này cộng hình này cộng cái hình tròn này là ba hình này bằng nhau và bằng đường kính bằng 10 tức là bán kính bằng 5. Chúng ta vẽ là C này bằng 5 được chưa? Mu ở đây. Đấy, CO rồi. Ở đây mình không dùng lệnh tắt nha các bạn nhé, bởi vì mình chưa hướng dẫn các bạn đổi lệnh tắt nên là mình vẫn dùng lệnh nguyên bản, lệnh mặc định của CAD để các bạn thực hiện có thể thao tác nó giống mình 100%. Hình bên ngoài là bao nhiêu ạ? 29 nữa, phi bằng 29, offset. Ok, C này. À, tích vào đây mình chọn tính năng diameter là D. Trong đường tròn chúng ta có thể nhập theo bán kính hoặc đường kính nhé. 29, được chưa? À, mua xuống. Ok. Tiếp theo đến là hình bên trên này. Đóng trục lên là phi bằng 17 bên trong và phi bằng 30 ở bên ngoài. Mình sẽ vẽ như sau. C này. À, D. Nhập D là lệnh diameter này. 17 này. Ta lại mờ mu vào đây này. Bắt điểm nhá. Các bạn bật chữ bắt điểm lên. Phi bằng 30 C này. À, không, phải ấn D trước. D là lệnh truy xuất sang tính năng con. Đường kính. Đấy, nhập 30. Đúng không? Rồi bây giờ ta lại mu vào đây. Tiếp đến chúng ta sẽ làm gì ạ? À, tại đây có cái đoạn line ở đây, được chưa? Line ở đây. Thế thì bạn sẽ vẽ đè đường line lên. Line. Bạn vẽ đè đường line lên. Đè đường line lên. Được chưa? Ở đây là có một đường tròn R bằng 13 và đối chính sang hai bên đúng không? Thực ra các bạn có thể là vẽ theo kiểu như này. Đó là vẽ một nửa này, sau đó bạn đối xứng sang. Được chưa? Cũng được, để tiết kiệm thời gian thì bạn vẽ như vậy cũng được. Ở đây mình sẽ vẽ toàn bộ luôn, có thể là mất thời gian nhiều hơn. R13 đúng không ạ? Các bạn sẽ sử dụng tính năng như khi nãy tan tan radius này. Đó, tiếp xúc điểm này và đường kính bán kính cho 13 được hết sức là cơ bản đúng không ạ? Chim. Đó. Ở đây chúng ta lại MI này. MI là lại mirror này. Cách này. Chọn trục đối xứng ở đây này. Tích một điểm, điểm 2 ở đây này. Chọn yes này. Thì nó sẽ đối xứng bên này. À bạn phải chọn no. Sorry, các bạn phải chọn no nhé, không thì nó sẽ xóa mất cái đối tượng gốc. Đấy, chọn no, no. Đó, tương đối là ổn rồi đúng không ạ? Bây giờ bạn thử lệnh shim này. Xóa đằng này đi, xóa đằng này đi. Yeah. Xóa đằng này đi. Ra vấn đề chưa? Gần ra rồi. Bên dưới này ta có một cái đoạn nó là gì? R12 đúng không ạ? R12. Vẽ luôn, C. Tích vào đây. 12. Sau đó move vào. Mình hay có thói quen là vẽ những đường tròn này ra ngoài, còn bạn có thể tích tâm luôn ở đây để đỡ phải mu cũng được nhá. Thế tùy thói quen của mỗi người. Các bạn lại bảo là tại sao lại không tích luôn cái điểm tâm ở đây. Mình có thói quen là như vậy. Ra đây chúng ta sẽ vẽ R18 nữa. Tiếp xúc cái ông này. Tiếp xúc ông này. Và R18 vẫn là lệnh như vừa rồi. Tiếp xúc đây. Tiếp xúc đây. Và nhập là 18. Đúng không ạ? Rất là cơ bản. Chim ông này đi. Chim ông này đi. Chọn ông này. Đây chính là M18. Ra là gọi lệnh MI. Đấy, chọn trục đối xứng ở đây. Chọn N. Chọn. Cái này CO copy ở đây. Cho nó chim đi. Chọn. Đó. Chim cái phần trên này. Chọn. Ta có đường ở đây. Phần bên này cũng tương tự như vậy, quét chọn qua này. Gõ TR cách. Tích vào đây, được chưa?
Rồi, chúng ta đã chim được. Và phần này chúng ta xóa đi. Hai đường này chúng ta thấy nó xong rồi, ta xóa đi luôn. Cuối cùng là cái hình là R bằng 50 ở đây đúng không ạ? 50 chúng ta sẽ như thế nào? Cũng là tan tan radius. Tích vào điểm đây nhé. Hãy nhớ là tích vào cái vị trí góc tầm khoảng 7-8 giờ. Đây, 7-8 giờ ấy. Tích vào điểm đây, bên này cũng thế. Nhưng bên này phải ngược xa, đối xứng xa. Đó là góc khoảng tầm 4-5 giờ. Tích vào đây. Và nhập bán kính là 50. Đấy, 50. Ok. Lệnh cuối cùng là lệnh frame. Nhạ chim. Chim. Được chưa? À, bỏ hai phần cạnh bên trong này đi. Tiếp tục chim. Chọn đây, chọn đây. Tích vào này. Xóa bỏ đi. Xóa bỏ đi. Được chưa? Xóa đi. Ok chưa? Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong. Kéo cái này bằng lệnh stretch này, quét qua này. Để cho nó ngắn lại, cho nó nhìn nó thẩm mỹ hơn một chút. Nó không bị dài lòe thòe nữa. Quét qua cái này. Kéo stretch vào. Quét stretch vào. Ok chưa? Mu nó gần vào đây. Hình này thì nó nhỏ, có kích thước nhỏ hơn hình bên tay trái của mình. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong cái kết quả của bạn Huy Nguyễn, bạn ấy gửi cho mình. Thế thì các bạn nào mà có thể thực hành theo, chưa vững lệnh thì có thể thực hành theo video này. Ok, chúc các bạn thành công và các bạn chúc bạn Huy Nguyễn có thể là xem video này và có thể thao tác lại cái bài tập của mình thật là tốt. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Hãy nhớ like và share và đăng ký kênh của mình để theo dõi nhiều những cái video hay hơn nữa nhé. Bye bye.